Hôm nay hãy cùng luật sư trắc nghiệm 24 thủ đoạn lừa đảo online phổ biến năm 2023. Nếu điểm mặt những hành vi và thủ đoạn lừa đảo này, chắc gì bạn đã không dính một trong các hành vi này. Có thể bạn là nạn nhân, con cái bạn là nạn nhân, cha mẹ hoặc người thân là nạn nhân. Do đó, biết không thừa. Hãy đừng duy trì suy nghĩ, biết rồi khổ lắm nói mãi. Chi tiết hành vi như sau. Trên mạng Internet, thời gian gần đây diễn ra tất cả các hình thức lừa đảo khác nhau. Tuy nhiên, tổng hợp lại thì có 24 hành vi phổ biến mà bất kể ai cũng cần phải biết. Số liệu thống kê lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, công nghệ càng cao và con người ta diễn biến tâm lý càng bị dính vào một cách dễ dàng. Chủ yếu là có 3 nhóm lừa đảo chính. Một là giả mạo thương hiệu, hai là chiếm đoạt tài khoản và ba là các hình thức kết hợp khác nhau nhuần nhuyễn. Nhóm đối tượng mà chúng nhắm tới chủ yếu là người cao tuổi với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên. Trẻ em thì có 3 hình thức dẫn dụ trên mạng. Đối với sinh viên, thanh niên thì có 13 hình thức. Và các đối tượng công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng thì bị dẫn dụ dưới 19 hình thức khác nhau. Luật sư sẽ điểm mặt 24 thủ đoạn này. Bạn đã từng bị dính vào thủ đoạn nào thì hãy comment ở phần dưới nhé. Một là lừa đảo combo du lịch giá rẻ. Hai là lừa đảo cuộc gọi deepfake hoặc là deep voice, tức là giả mạo khuôn mặt hay giả mạo giọng nói để lừa đảo. Gọi FaceTime nhưng mà mặt thì giống hệt như mặt chúng ta, giọng nói thậm chí giống hệt như giọng nói của chúng ta và lừa cha mẹ chúng ta chuyển tiền hoặc người thân. Thứ ba là lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao và phải chuyển một khoản tiền để thực hiện cái việc này. Thứ tư là giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, tức là mua một loại hàng gì đó của chúng ta và sau đó giả mạo một biên lai chuyển tiền thành công để nhằm mục đích chiếm đoạt cái tài sản của chúng ta, chính là hàng hóa. Thứ năm là giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu và rất nhiều trường hợp ở trên mạng Internet cũng như là ở trên truyền hình đã nói về việc này. Thứ sáu là chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, và ở đây thông thường cha mẹ thì rất là yêu quý con và chiều con một cách vô điều kiện. Do vậy khi mà yêu cầu một cái gì đó thuộc về con thì người ta rất dễ dàng để làm. À, con bạn đã trúng tuyển người mẫu nhí, hãy nộp khoản tiền để thực hiện cái việc trao giải hay là tham gia một sự kiện. Thứ bảy là thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng để lừa đảo chúng ta. Khi những người vay ngân hàng và có nợ xấu không thể vay tín chấp được nữa, có rất nhiều người đã lên mạng nói rằng là chúng ta không cần phải tất toán khoản vay, kể cả đang nợ xấu vẫn vay được, thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh thư và các thông tin. Mục đích chính là họ ăn cắp thông tin của chúng ta và chiếm đoạt một khoản tiền. Thủ đoạn số 8 là cài cắm ứng dụng link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen nhằm mục đích chính là để chúng ta click vào. Thủ đoạn thứ 9 là giả mạo thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tức là các trang tin, nhằm mục đích chính là để tạo niềm tin cho chúng ta và có thể click vào những đường dẫn nhằm ăn cắp tài khoản, ăn cắp thông tin của chúng ta để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hay là tài khoản Facebook để nhằm mục đích lừa đảo. Thủ đoạn số 10 là lừa đảo SMS brand name, phát tán tin nhắn giả mạo nhằm mục đích tạo niềm tin để lừa. Số 11 là lừa đảo để lấy dịch vụ lấy lại Facebook. Khi các bạn bị tấn công, mất Facebook thì một số đối tượng giả danh sẽ làm cái nhiệm vụ là gì? Sẽ có thể lấy lại được Facebook cho các bạn. Và chính vì Facebook của bạn có thể đang bán hàng, có thể là một Facebook rất là uy tín, để gây dựng lên số lượng follow và những người tương tác như vậy rất là khó, và đối tượng sẽ lợi dụng cái việc này. Chúng sẽ quảng cáo trên mạng Internet nhằm mục đích chính là để các bạn có niềm tin với chúng và liên hệ cung cấp dịch vụ lấy lại Facebook. Các bạn sẽ phải chuyển một khoản tiền 10, 15, 20 triệu. Tuy nhiên sau đó thì mất hút con mẹ hàng lươn. Thủ đoạn số 12 là giải link shipping lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên các Facebook của chúng ta. Thủ đoạn số 13 là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện lừa đảo. Cái này rất phổ biến. Thủ đoạn số 14 là giao bán hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử. Thủ đoạn số 15 là đánh cắp thông tin căn cước công dân để đi vay nợ tín dụng. Thủ đoạn số 16 là lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thủ đoạn số 17 là lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa. Thủ đoạn số 18 là lừa đảo lấy cắp tài sản Telegram và OTP. Thủ đoạn số 19 là đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo người khác. Thủ đoạn số 20 là lừa đảo tuyển cộng tác viên online, chính là Shopee, Tiki. Thủ đoạn số 21 là lừa đảo đầu tư chứng khoán tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt. Thủ đoạn số 22 là lừa đảo thông tin giả về cuộc gọi mất tiền như Flash AI. Thủ đoạn số 23 là lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi bưu kiện trúng thưởng, giống như luật sư Vũ Dũng đã từng đề cập trong clip trước. Thủ đoạn số 24 là lừa đảo cho số đánh đề, và ở đây là em là kế toán nội bộ của công ty sổ số kiến thiết, cho nên em sẽ cho anh cái số liệu để anh có thể đánh. Xác suất thì có thể có những đợt bạn trúng, do đó bạn chuyển tiền cho họ và họ chiếm đoạt. Chi tiết 24 hành vi lừa đảo này sẽ có 24 video clip cụ thể chi tiết cho các bạn xem. Luật sư Vũ Hữu Dũng sẽ cố gắng truyền tải đến những cảnh báo tốt nhất. Những ai biết rồi thì bỏ qua, dành cho những người chưa biết. Hợp đồng kinh tế.vn